Giải quốc nội đến giải SEA thì tụi em nhận được một tin là tụi em bị Covid. Lúc đó cảm thấy sợ. Em mở mắt không được, em mở mắt không có rợ, không mở mắt kiểu bình thường được ấy. Kiểu như là trong người nó cứ bị rét á, là mình nghi là mình có vấn đề rồi. Thì lúc đó là em khá là hoang mang. Thì lúc đó là em có nói với nhà là nhà em có kêu là em đi về gấp, không có được ở đây nữa. Đợt mà bán kết giải quốc nội á, cho tới Horizon Cup thì mình trải qua hầu như là khá là nhiều biến cố, và cái nặng nhất nghĩa là mình, cả team đều bị Covid á. Thì nhưng mà cũng may là cả team đã được tiêm vaccine từ trước đó rồi. Thì hiện tại chắc là mình là người cảm nhận trước á, tại vì khi mà mình tiêm vaccine về vài ngày sau á thì nó có những cái biểu hiện như là mình mất tập trung và bắt đầu mình hay bị đau đầu nữa. Rồi tự nhiên cái có một hôm là mình bị nóng lạnh á, kiểu như là trong người nó cứ bị rét á. Mặc dù là cái phòng rất là nóng nhưng mà mình vẫn bị rét, là mình nghi là mình có vấn đề rồi. Khi mà bị cái này xong thì mọi người tình trạng lúc nào nó cũng mệt mỏi hết, mà mình phải làm việc liên tục á, nó sẽ bị áp lực, thì nó là cái khó khăn rất là lớn. Thì từ giải quốc nội cho tới SEA thì team tụi em trải qua khá là nhiều vấn đề, từ tập luyện rồi cho tới bị mắc bệnh Covid. Thì tụi em cảm thấy cũng khá là khó khăn để đạt được thành công như ngày hôm nay. Đầu tiên là em cảm ơn Tú trước, tại vì lúc mà cả team em bị bệnh ấy, thì anh Tú là người lớn duy nhất quản lý tụi em mà không bị. Thì lúc đó thì em còn nhớ là đêm hôm đó là em bị sốt tới 38 độ mấy, gần 39 ấy. Thì đêm đó còn ngủ không được do lạnh quá, do bị sốt rồi. Nên anh Tú anh vô kiểu anh chăm em cả đêm luôn. Thì đó là lúc khó khăn với nhất đối với team tụi em. Thì lúc đó là tinh thần mọi người cũng bắt đầu đi xuống, và cũng không có luyện tập mà chơi game, chỉ lo để trị bệnh để khỏi thôi. Thì đối với bản thân em thì lúc mà mới bị Covid á, thì ban đầu là team em lúc xét nghiệm á, là chỉ có tầm 4 đến 5 người là bị trước, lúc đó là chưa có em bị. Thì lúc đó là em khá là hoang mang. Thì lúc đó là em có nói với nhà là nhà em có kêu là em đi về gấp, không có được ở đây nữa. Nhưng mà trong lúc đó thì tình hình Sài Gòn cũng khá khó khăn, đi lại Sài Gòn đóng cửa nên việc đi lại cũng không có được thuận tiện á. Thì chị em nhà em cũng phải nhờ này kia rồi để liên hệ chở em về. Trận chung kết rất là quan trọng nên là team em á chỉ cho 5 người trên chính thôi, trường hợp bất khả kháng thì sẽ đưa em vô. Và em thì mọi người cũng bệnh, em cũng mệt trong người nên là em cố gắng hết sức mình để giữ gìn sức khỏe mình một cách tốt nhất để vô lúc đó đánh với một phong độ tốt nhất. Bình thường tuổi trẻ mà ngủ cũng rất là muộn, nhưng mà em cứ 12 giờ em sẽ cố gắng set up em đi trong đầu em, và em đi ngủ sớm để lấy lại sức khỏe đánh sớm. Thì thực sự là team mình khó khăn, tức là nó có rất là nhiều mặt khó khăn luôn. Thứ nhất là về mặt tinh thần đi, thì về sức khỏe tinh thần là kiểu như là mình các bạn là cũng phải lo lắng hết,
tại vì sắp tới ngày mà đánh những vòng playoff rồi, và đặc biệt là cái giải này cực kỳ quan trọng luôn, và đã quyết định là bọn mình có vé để đi tới cái giải SEA Cup hay không á. Và tiếp Tết đó là giải Horizon Cup, tại vì mục tiêu của bọn mình đặt ra rất là cao. Và trong cái giải quốc nội mùa thu này, thành ra khi mà mình bị thì bọn mình lúc đầu cũng có một chút hụt hẫng vì mình sợ căn bệnh này. Nhưng mà sau một thời gian bọn mình tìm hiểu thì thực sự thì căn bệnh này nếu như mà mình ăn uống mà mình giữ gìn sức khỏe đầy đủ thì nó cũng chỉ là một cái bệnh cảm bình thường thôi. Và cả team và cả công ty đều động viên nhau mỗi ngày và đều chăm sóc nhau như là những thành viên gia đình đó. Thì thành ra mọi người gọi là thoải mái, rất là tích cực. Kiểu anh chị khác là những người trong công ty khác như là Noway, Mayon gì đó thì họ, Nayun nữa, họ kiểu gửi lời động viên rất là nhiều. Họ kiểu rất là quan tâm với tụi em. Họ luôn kiểu follow theo cái sức khỏe tụi em rất là nhiều. Khi bị Covid thì tụi em kiểu bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của mình hơn. Thì uống nước nhiều hơn nè, dậy ngủ sớm hơn rồi phải dậy dậy sớm hơn, không có thức khuya. Với lại ăn uống cũng ăn nhiều hơn. Chia sẻ thêm về cái đội tuyển SBC của mình là bọn mình kiểu như là đang thử nghiệm, mình dùng từ là thử nghiệm. Tức là mình có thể mình học từ nước ngoài về xong mà mình thử nghiệm từ những cái như là ngoài việc game thủ nha, nó không phải chỉ là việc ngồi tập trung chơi game không. Nhưng mà bên mình quan trọng, chú trọng vào vấn đề sức khỏe của các bạn và những cái kỹ năng mềm, cho nên bên mình có huấn luyện viên tâm lý rồi huấn luyện viên thể chất nữa, để mình mong muốn là mình đảm bảo sức khỏe của các bạn và để khi mà các bạn làm việc với cường độ cao các bạn sẽ không có mệt mỏi. Và nó nâng cao về cái tinh thần, tại khi mà mình có sức khỏe thì cái tinh thần của các bạn lúc nào nó cũng thoải mái và rất là tích cực. Team tụi em được đầu tư về tất cả các huấn luyện viên, thì đầu tiên là cô Jenny, thì tụi em học được cách bình tĩnh, điềm đạm để tập trung xử lý trong cái trận thi đấu và cũng không được nóng vội. Bình thường là cô Jenny sẽ đầu tiên là sẽ theo dõi tụi em và sẽ nói chuyện riêng với từng người và biết tính cách của mỗi người để trò chuyện tâm sự với từng người trong team. Theo môi trường chuyên nghiệp này, mình cảm thấy tâm lý với lại thể lực là hai yếu tố quan trọng tiếp theo. Cô Jenny với lại anh Phong là huấn luyện viên thể hình với lại giáo viên dạy tâm lý thì mình cảm thấy cái mô hình này rất là tốt, với lại giúp cho tụi mình rất là nhiều trong cái việc đánh giải lần này. Mục tiêu của bọn mình đặt ở giải này nó cũng dùng từ là khá là cao. Thì nhưng mà bọn mình muốn đặt mục tiêu có từ là vượt qua giai đoạn vòng bảng trước đó. Tại vì nó rất nhiều đối thủ mạnh ở trên tất cả các trên thế giới, nó không còn ở trong cái khu vực C của bọn mình nữa. Thì ra cái lối chơi của những cái đội đó nó rất là khác. Và thực sự thì bản thân mình nghĩ là thời điểm hiện tại mình cũng không có coi nhiều những cái đội đó. Tại vì nó tới 1 tới 2 tháng, thậm chí là tầm 1 đến 2 tháng là thời gian quá lâu. Nhưng mà nếu mình coi là những cái đó thì nó sẽ mất thời gian của mình. Thì mình chỉ có việc kiểm chứng bằng việc mà mình bước qua cái vòng bảng thôi. Tại vì mình muốn đi xa hơn nữa thì mình phải hoàn thành hết những cái thứ mà mình đặt ra. Thì với mình thì hiện tại thì mình đang kỳ vọng nhiều hơn nữa để có thể giúp cái bộ môn này Việt Nam tiến xa hơn. Thì bọn mình rất là mong chờ đối đầu với những đội đó.